Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam và sau đây sẽ là những tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Cập nhật tình hình cộng đồng người Việt tại Sri Lanka, nơi đang chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi cuộc khủng hoảng kinh tế trong nước. Hình ảnh tà áo dài Việt Nam cùng những tiết mục đặc trưng văn hóa Việt tại chương trình Đêm Văn Hóa thu hút sự chú ý của nhiều người dân tại thủ phủ Morava, Cộng hòa Séc. Và câu chuyện về mẹ liệt sĩ đã khiến đất mở đường, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Hà Tĩnh. Sau đây là các thông tin chi tiết. Sri Lanka lần đầu tiên trong lịch sử vỡ nợ do không thể trả lãi trái phiếu khi thời gian ân hạn kết thúc vào ngày 18 tháng 5, khiến cho đời sống của người dân hết sức khó khăn. Hiện có khoảng 300 người Việt đang sinh sống tại Sri Lanka và đời sống của bà con cũng đang bị tác động trực tiếp từ cuộc khủng hoảng kinh tế tại đảo quốc Ấn Độ Dương này. Gần một tháng nay, gia đình chị Châu phải đóng cửa hàng ăn nhanh do không có ga để nấu nướng, còn giá nguyên liệu thì tăng cao. Trước tình trạng thiếu hụt nhiên liệu và thuốc men nghiêm trọng tại Sri Lanka hiện nay, chị Châu quyết định ở nhà chăm sóc con cái và tiết kiệm chi tiêu một cách tối đa. Nhà mình cũng trồng một số rau củ đơn giản để mình có thể cung cấp cho gia đình, rồi mua một ít đồ khô trữ sẵn trong trường hợp mà không ra ngoài mua được thức ăn. Nhiều tháng qua, chính phủ Sri Lanka phải cắt điện luân phiên. Bởi vậy, thắp đèn dầu hoặc nến là giải pháp để người dân địa phương và bà con người Việt tiết kiệm nhiên liệu. Hiện tại thì mình đang cấp điện, mình cũng có đèn sạc nhưng mà mình để trong phòng cho hai đứa nhỏ dùng. Còn ở ngoài thì mình xài dầu, đèn sạc thì chỉ có 4 tiếng là cùng. Cùng chung những khó khăn như gia đình chị Châu, con gái chị Mỹ Ái cũng thường xuyên phải học bài dưới ánh đèn dầu. Thiếu điện, ga, xăng khiến nhịp sống của gia đình chị Ái bị xáo trộn hoàn toàn. Giá đó, nó leo thang từ gấp đôi đến gấp ba hết trơn á, mà lương bổng thì cũng vậy thôi. Nếu mà muốn mua xăng phải xếp hàng từ 1 đến 2 tiếng, có khi xếp hàng được cả 2 tiếng đồng hồ mà tới nơi cây xăng rồi phải hết xăng, phải đi về. Trước những khó khăn hiện nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka đã thường xuyên liên lạc với cộng đồng người Việt để cập nhật tình hình. Bà con kiều bào cũng hỏi thăm, động viên nhau và giúp đỡ cả những người dân địa phương có hoàn cảnh khó khăn. Cộng đồng người Việt sinh sống tại Sri Lanka cùng nhau chia sẻ hỏi han và cập nhật thông tin sớm cho mọi người đều biết để các gia đình có hướng giải quyết cho mình. Ngoài ra, các anh chị em bên này cũng giúp đỡ cho người dân nghèo như mua một số thực phẩm, rồi hoặc là cung cấp cho chi phí, một chút chi phí để họ trang trải cuộc sống hàng ngày. Đại sứ quán cũng có gửi lương thực, thực phẩm khô để cùng chia sẻ gánh nặng với gia đình. Thì mình thật sự là xúc động, rất là cảm ơn đến Đại sứ quán cũng như cộng đồng người Việt của mình ở đây, đánh giá cao tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của người Việt mình đối xử với nhau ở nơi xa xứ. Mới đây, các thành viên của hai bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 và bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 đã thăm và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại một trường học trên địa bàn Bentiu, Nam Sudan. Ngoài trao tặng 150 suất quà gồm vở viết, bút chì, bút màu cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập, hai bệnh viện cũng gửi tặng nhà trường khẩu trang tự may và một số bộ bàn ghế mới. Không chỉ được nhận quà, các em học sinh còn được tham gia nhiều hoạt động thú vị do hai bệnh viện chuẩn bị như chơi kéo co, chơi đá cầu, chơi đá banh. Nhân sự kiện này, các chiến sĩ mũ nồi xanh kết hợp trồng cây lấy từ vườn ươm của bệnh viện dã chiến để tạo thêm mảng xanh cho trường học. Hoạt động này xuất phát từ mong muốn mang lại thêm sự sống, sự tươi mới đến mảnh đất khô cằn đầy nắng gió bụi quanh Bentiu. Ngày 24 tháng 5, tại phủ Tổng thống Ireland ở thủ đô Dublin, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh kiêm nhiệm Ireland Nguyễn Hoàng Long đã trình quốc thư lên Tổng thống Ireland Michael Daniel Higgins theo nghi lễ nhà nước với sự tham dự của các quan chức cấp cao của Văn phòng Tổng thống và Bộ Ngoại giao Ireland. Tại buổi tiếp Đại sứ Nguyễn Hoàng Long, sau lễ trình quốc thư, Tổng thống Michael Daniel Higgins vui mừng và đánh giá cao sự phát triển của quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, đồng thời đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Đại sứ Nguyễn Hoàng Long bày tỏ vinh dự và tự hào được bổ nhiệm làm đại sứ Việt Nam tại Ireland,
khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để thúc đẩy quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa hai nước tiếp tục phát triển sâu rộng, hiệu quả và bền vững. Còn vào ngày 23 tháng 5, các đại sứ ASEAN tại Australia đã phối hợp với Cơ quan Xúc tiến Thương mại Đầu tư Global Victoria tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp ASEAN Australia tại thành phố Melbourne. Đây là sự kiện thương mại đầu tư quan trọng của ASEAN được tổ chức lần đầu sau đại dịch COVID-19 với sự tham dự của Bộ trưởng Thương mại và nhiều doanh nghiệp Australia. Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Thương mại Victoria Martin Pakula khẳng định ASEAN mang lại cơ hội cho các doanh nghiệp Australia, nhất là trong các ngành thực phẩm, phần mềm, dịch vụ. Cam kết mở rộng hơn nữa quan hệ thương mại và đầu tư với ASEAN, trong đó có Việt Nam. Đại sứ Nguyễn Tất Hành đánh giá cao Australia tiếp tục đa dạng hóa thị trường, khẳng định ASEAN luôn sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp Australia triển khai các sáng kiến và hoạt động hợp tác mới sau đại dịch. Nhân dịp này, vào ngày 24 tháng 5, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia cũng đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương và chính quyền bang Victoria tổ chức Diễn đàn Đầu tư Việt Nam, thu hút sự tham dự của nhiều doanh nghiệp Australia. Ngày 25 tháng 5, Đại sứ Nguyễn Tất Thành cũng đã làm việc với Bộ trưởng Nông nghiệp Victoria Mary Annie Thomas và tham dự hội thảo bàn tròn Doanh nghiệp tiên phong do Viện Chính sách Australia Việt Nam tổ chức. Vào cuối tuần qua, tại vùng Nam Morava, Cộng hòa Séc đã diễn ra đêm văn hóa nhân kỷ niệm 1.200 năm ngày hình thành đế chế Morava, thu hút đông đảo người dân tham dự. Câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật Âu Cơ của cộng đồng người Việt tại Morava cũng đã biểu diễn tại sự kiện ý nghĩa này. Trong tà áo dài duyên dáng, câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật Âu Cơ đã thể hiện tiết mục múa non lá đặc sắc cùng màn múa quạt và múa Tây Nguyên ấn tượng đã tạo nên điểm nhấn cho đêm văn hóa tại Morava. Đây cũng là công sức tập luyện nhiều ngày của các chị em trong câu lạc bộ. Đây là một sự kiện lịch sử lớn, vì vậy chúng tôi rất hãnh diện được mời tham dự sự kiện này. Xin cảm ơn chị em đã đồng lòng cùng tập luyện để mang hình ảnh Việt Nam đến với nước sở tại. Được tham dự sự kiện đặc biệt này cũng là niềm vinh dự của cộng đồng người Việt tại tỉnh Nam Morava, Cộng hòa Séc khi nỗ lực quảng bá văn hóa Việt tới bạn bè quốc tế. Trong suốt hai nhiệm kỳ vừa rồi thì chúng tôi luôn luôn cố gắng đem tất cả cái hình ảnh văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực của Việt Nam để quảng bá, để hội nhập tới nước sở tại. Đồng thời chúng tôi cũng luôn luôn đấu tranh xin các cái quyền lợi dân tộc thiểu số cho cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Nam Morava. Hàng năm chúng tôi cũng được Ủy ban tỉnh hỗ trợ những cái khoản nhất định cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Nét đặc sắc trong văn hóa nghệ thuật của Việt Nam đã góp phần tạo nên sự đa dạng và hấp dẫn của đêm văn hóa tại Morava, Cộng hòa Séc. Mới đây, nữ sinh gốc Việt Nguyễn Lý Tâm Như hay Ruby Nguyễn đã đạt giải thưởng học sinh có thành tích học tập xuất sắc nhất bang New South Wales, Australia. Giải thưởng do Sở Giáo dục bang này tổ chức nhằm tôn vinh các học sinh quốc tế học tại các trường công bang New South Wales. Theo đó, Tâm Như được đánh giá là học sinh có thành tích nổi bật trong danh sách 43 học sinh đến từ 16 trường công lập khác nhau. Tới từ trường trung học Bonnie Rick, cô gái này không chỉ đạt được điểm số tuyệt đối trong nhiều môn học, mà còn nhận được điểm xếp hạng tuyển sinh Đại học Australia là 99,85. Đây là mức điểm cao nhất trong toàn bộ thí sinh năm nay. Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Tổng Thư ký Sở Giáo dục bang New South Wales đề cao thành công của giải thưởng, đồng thời vinh danh nỗ lực của các học sinh quốc tế, đặc biệt trong thời gian điểm khó khăn vì đại dịch COVID-19. Ngày 22 tháng 5, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Séc đã tổ chức họp báo về Trại hè Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu 2022 hay Việt Heart Summer Camp 2022. Đây là một trong những hoạt động nhằm thực hiện nghị quyết của Đại hội thành lập Liên hiệp Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu vào tháng 11 năm 2021 tại thủ đô Paris của Pháp. Sau 2 năm gián đoạn vì dịch COVID-19, năm nay, Ban Thường vụ Liên hiệp Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu phối hợp với Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Cộng hòa Séc tổ chức Việt Heart Summer Camp. Đây là nỗ lực rất lớn của ban tổ chức. Dự kiến trại hè sẽ diễn ra từ ngày 18 tới ngày 21 tháng 8 tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc, với sự góp mặt của nhiều đại diện xuất sắc đến từ các hội thanh niên sinh viên Việt Nam của các nước như là Áo, Ba Lan, Pháp, Bỉ, Bulgaria, Đức, Hà Lan, Hungary, Romania, Cộng hòa Séc, Slovakia, Ukraine, Phần Lan và Việt Nam. Đây sẽ là lần thứ 8 trại hè được tổ chức tại châu Âu.
Sự kiện này không chỉ là dịp kết nối trí tuệ, công nghệ mà còn mở hướng nghiên cứu khoa học ứng dụng trong cuộc sống và hỗ trợ thêm về kỹ năng sống đối với thế hệ trẻ người Việt, người trẻ gốc Việt tại châu Âu. Ngoài ra, đây cũng là dịp để đại diện thanh niên sinh viên các nước châu Âu gặp nhau trao đổi, thảo luận về kinh nghiệm cũng như chia sẻ những thuận lợi khó khăn trong hoạt động phong trào thanh niên sinh viên ở các nước, đồng thời thảo luận về các định hướng hoạt động chính trong thời gian tới. Vào sáng ngày 25 tháng 5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng 103 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào. Mùa khô năm 2021-2022, mặc dù công tác tìm kiếm, quy tập phần mộ các liệt sĩ hy sinh trên đất bạn Lào ngày càng khó khăn, nhất là địa bàn rộng, địa hình rừng núi hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, thời tiết khí hậu khắc nghiệt, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng với tình cảm sâu nặng với các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, nhân viên đội quy tập mộ liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm, cất bốc được 103 phần mộ liệt sĩ hy sinh trên địa bàn 3 tỉnh Siêng Khoảng, Viên Chăn và Xây Sổm Bun của Lào. Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, có thể thấy có rất nhiều tấm lòng cống hiến của các tầng lớp nhân dân trên mọi miền đất nước, trong đó có cả những người mẹ liệt sĩ. Có những mẹ dù cuộc sống còn khó khăn, thế nhưng vẫn xung phong hiến hàng trăm mét vuông đất để mở rộng đường, hay những bà mẹ dù tuổi đã cao, sức đã yếu, nhưng vẫn đi vận động từng nhà, từng thôn xóm, tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới. Mời quý vị cùng chúng tôi đến với câu chuyện sau đây tại Hà Tĩnh. Cụ bà Nguyễn Thị Nhung năm nay 94 tuổi đã tình nguyện hiến 200 mét vuông đất để mở đường. Dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng cụ luôn sẵn lòng vì việc chung của cộng đồng. Hồi xã hội mình có mình, thì là ba có tế kịch chứ mà. Xã hội cân mình cứ phải hy sinh. Chứ không có xã hội thì mình mà không hiến đất hay lửa cho mỗi người như mình cả thì nào mà làm được. Không chỉ hiến đất, cụ Nhung còn vận động con cháu tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới ở vùng quê mình. Việc làm của cụ Nhung được nhiều người hưởng ứng làm theo. Là những người tiên phong đầu, để rồi là vận động quần chúng nhân dân, đến nay là bà con đồng thuận rất cao. Không có sự trung sức, đồng lòng, nhất trí cao của người dân thì không thể làm được việc gì. Rất nhiều hộ gia đình đến gặp chính quyền địa phương để tiếp tục hiến đất mở đường, để tạo nên cái bộ mặt nông thôn mới. Và tạo nên cái sự xuyên suốt kết nối cho giao thông của địa phương. Tôi cho rằng cái điều đó là kết tinh từ cái sự nỗ lực, một cái nét đẹp ở trong cái tinh thần đoàn kết gắn bó tại địa bàn thôn xóm. Hiện nay, Hà Tĩnh đã kêu gọi được hơn 9.500 tỷ đồng kinh phí đóng góp xây dựng nông thôn mới. Việc làm của các mẹ liệt sĩ đã khơi dậy được sức dân, đoàn kết, cùng nhau xây dựng thành công nông thôn mới. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Người Việt Bốn Phương ngày hôm nay. Và để có thể xem trực tuyến những nội dung của kênh VTV4, quý vị có thể truy cập website đang hiển thị trên màn hình hoặc tải ứng dụng VTV Go có ở trên Google Play hoặc App Store. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.